quý vị và các đồng chí có thể hình dung được không? Khi mọi hoạt động bí mật, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, đều bị vạch trần bởi những thiết bị nhìn xuyên tường. Công ty Camero của Mỹ là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công loại radar nhìn xuyên tường, đã giới thiệu thiết bị nhìn xuyên tường Saver 400 và Saver 800 có nhiều đặc tính nổi trội. Chúng ta cùng tìm hiểu về phiên bản Saver 800. Saver 800 là một hệ thống radar hình ảnh cầm tay, hiệu suất cao, tối ưu hóa cho việc thu thập thông tin theo thời gian thực và có độ chính xác rất cao. Saver 800 có thể nhìn xuyên qua nhiều vật cản có chất liệu khác nhau như tường gạch, bê tông hay gỗ. Saver 800 là thiết bị đầu tiên cung cấp kết quả là hình ảnh dưới dạng 3 chiều, có độ phân giải cao. Nó giúp nhanh chóng xác định được vị trí của vật thể, con người phía sau những bức tường, đồng thời theo dõi được các chuyển động của vật thể. Saver 800 có tầm ra soát từ 4m đến 20m, giải tần từ 3GHz đến 10GHz. Kích thước khi được xếp gọn dài 47cm, rộng 47cm và dày 15cm. Kích thước khi hoạt động dài 84cm, rộng 84cm và dày 15cm, cân nặng 15kg. Máy dùng hệ thống pin sạc điện với khả năng hoạt động là 3 giờ mỗi lần sạc. Có thiết kế độc đáo với cơ cấu gấp nhỏ gọn, cho phép vận chuyển và triển khai dễ dàng. Saver 800 còn được cài đặt chương trình điều khiển hoạt động với giao diện người dùng đơn giản và trực quan. Hình ảnh 3D phong phú, cung cấp cho người dùng có thể xem với nhiều góc độ. Hơn nữa, nó còn cung cấp cho người dùng nhiều thông tin quan trọng từ phía sau tấm chắn như không gian phía sau, số lượng đối tượng, chuyển động, chất liệu vật liệu. Điều này sẽ giúp việc lập kế hoạch phương án tác chiến hiệu quả, nhanh chóng. Saver 800 được đánh giá rất cao, đặc biệt trong môi trường tác chiến là các thành phố, đô thị với kích thước nhỏ gọn, khi hình ảnh cung cấp chính xác, đáng tin cậy và tức thì. Nhờ tính năng ưu việt và thiết kế nhỏ gọn, ngoài việc ứng dụng trong quân sự an ninh, Saver 800 còn được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ, thảm họa như động đất hay lở núi. Nhân loại đã bắt đầu chiến tranh với những loại công cụ, vũ khí thô sơ và tiến đến súng máy với vũ khí hủy diệt người hàng loạt. Trong tương lai, những loại vũ khí gì sẽ xuất hiện? Chương trình hôm nay hy vọng sẽ là những gợi mở tới quý vị và các đồng chí cho câu hỏi trên. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã cùng chúng tôi đi đến hết khung chương trình. Xin kính chào.